Chúng ta sẽ học bài luyện tập trang 162. Bài 1 đặt tính dự tính. Ý A. 21.718 x 4. 4 x 8 32 viết 2 nhớ 3. 4 x 1 bằng 4 thêm 3 bằng 7 viết 7. 4 x 7 bằng 2, 8 viết 8 nhớ 2. 4 x 1 bằng 4 thêm 2 bằng 6 viết 6. 4 x 2 bằng 8 viết 8. 12.198 x 4. 4 x 8 32 viết 2 nhớ 3. 9 x 4 36 thêm 3 là 39 viết 9 nhớ 3. 4 x 1 bằng 4 thêm 3 bằng 7 viết 7. 4 x 2 bằng 8 viết 8. 4 x 1 bằng 4 viết 4. B. 18.061 x 5. 5 x 1 bằng 5 viết 5. 5 x 6 bằng 30 viết 0 nhớ 3. 5 x 0 bằng 0 thêm 3 bằng 3 viết 3. 5 x 8 40 viết 0 nhớ 4. 5 x 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9 viết 9. 10.670 nhân 6. 6 nhân 0 bằng 0. 6 nhân 7 42 viết 2 nhớ 4. 6 nhân 2 bằng 6 nhân 6 bằng 36. Thêm 4 là 40 viết 0. Nhớ 4. 6 nhân 0 bằng 0 thêm 4 bằng 4 viết 4. 6 nhân 1 bằng 6 viết 6. Bài số 2. Một kho chứa 63.150 lít dầu. Người ta đã lấy dầu ra khỏi kho 3 lần, mỗi lần lấy 10.715 lít dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu? Ta sẽ làm bài giải. Muốn biết trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu, ta sẽ lấy số lít dầu có là 63.150 trừ đi số lít dầu đã lấy ra. Ta biết là lấy ra 3 lần, mỗi lần bằng này, vậy ta tìm xem số lít dầu đã lấy ra là bao nhiêu. Ta có số lít dầu đã lấy ra là 10.715 lít. Vậy lấy 3 lần như vậy thì ta sẽ nhân với 3. Bằng 10.715 nhân 3. 3 nhân 5 15 viết 5 nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4 viết 4. 3 nhân 7 21 viết 1 nhớ 2. 3 nhân 0 bằng 0 thêm 2 bằng 2 viết 2. 3 nhân 1 bằng 3 viết 3. 32.145. Bây giờ số lít dầu còn lại là 63.150. Tôi sẽ lấy số lít dầu trong kho có là 63.150 trừ số lít dầu đã lấy ra là 32.145. Bằng
Không, không chỉ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5 với 5 nhớ 1, 4 thêm 1 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0 với 0, 1 trừ 1 bằng 0 với 0, 3 trừ 2 bằng 1 với 1, 6 trừ 3 bằng 3 với 3. 31.005. Thế chúng ta sẽ làm bài số 3, tính giá trị của biểu thức. Thì A 10.303 nhân 4 cộng 27.854 bằng. Trong biểu thức này có dấu nhân và dấu cộng, ta sẽ thực hiện dấu nhân trước. 4 nhân 3 10.300 nhân 3 nhân 4 trước. 43 12 với 2 nhớ 1, 40 là 0 thêm 1 bằng 1. 4 nhân 3 bằng 12 với 2 nhớ 1. 4 nhân 0 bằng 0 thêm 1 bằng 1. 4 nhân 4 bằng 4. 41.212 cộng với lại 27.854 và sẽ bằng 2 cộng 4 bằng 6, 1 cộng 5 bằng 6, 2 cộng 8 bằng 10 với 0 nhớ 1, 1 cộng 7 bằng 8 thêm 1 bằng 9, 4 cộng 2 bằng 6. Ta thấy là có dấu nhân và dấu trừ, ta sẽ thực hiện nhân trước. 21.507 nhân 3 trước. 7321 với 1 nhớ 2, 7 30 là 0 thêm 2 là 2. 3515 với 5 nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4 viết 4. 3 nhân 2 bằng 6. 64.521. Sau đó ta mới cộng với ta trừ đi. 18.799 trừ 18.799. 1 không trừ được 9, lấy 11 trừ 9 bằng 2, viết 2 nhớ 1. 9 thêm 1 bằng 10. 12 trừ 10 bằng 2, viết 2 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. 4 không trừ được 9, lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4. 45.722. B 26.742 cộng 14.031 nhân 5. Ta thấy có dấu cộng và dấu nhân, ta xuất hiện nhân trước. Vậy 26.742 ta giữ nguyên, cộng ta thực hiện cái này ra kết quả bao nhiêu? 51 bằng 5. 5 nhân 3 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 5 x 0 bằng 0 thêm 1 bằng 1 viết 1. 5 x 4 20 với 0 nhớ 2. 5 x 1 bằng 5 thêm 2 bằng 7. Và cộng vào. 26.742 cộng 70.155. 2 cộng 5 bằng 7, 4 cộng 5 bằng 9. 7 cộng 1 bằng 8. 6 cộng 0 bằng 6. 2 cộng 7 bằng 9. 96.897. Ta thấy có dấu trừ và dấu nhân.
ta sẽ thực hiện nhân trước. 81.025 sẽ trừ đi kết quả nhân ra bao nhiêu, ta viết vào đây. 6 × 1 = 6. 6 × 7 = 42, viết 2 × 4. 6 × 0 = 0 thêm 4 = 4. 6 × 2 = 12, viết 2 × 1. 6 × 1 = 6 thêm 1 = 7. Và tám mươi một nghìn không trăm hai mươi lăm trừ 72.426. 15 − 6 = 9 − 9 = 1. 2 + 1 = 3. 2 − 0 = 3, lấy 12 − 3 = 9 − 9 = 1. 4 + 1 = 5. 0 − 0 = 5, lấy 10 − 5 = 5 = 1. 2 + 1 = 3. 1 − 0 = 3, lấy 11 − 3 = 8 = 8 = 1. 7 + 1 = 8. 8 + 8 = 0. 8.599. Bài 4 là tính nhẩm. Mười một nghìn nhân ba, ta lấy 11 × 3 thì sẽ bằng 33. Vậy 11.000 × 3 sẽ bằng 33.000. Và ta sẽ viết số 33.000 là ba số không đồng sau. Tiếp theo, ta có 3.000 nhân 2 sẽ bằng 6.000. 2.000 × 3, 2 × 3 bằng 6, vậy 2.000 × 3 bằng 6.000. 4.000 × 2, 4 × 2 bằng 8, vậy 4.000 × 2 sẽ bằng 8.000. 5.000 × 2, 5 × 2 bằng 10, vậy 5.000 × 2 sẽ bằng 10.000. Ý A đây, ý B. 11.000 × 2, 11 × 2 bằng 22, vậy bằng 22.000. 12.000 × 2, 12 × 2 bằng 24, vậy sẽ bằng 24.000. 13.000 × 3, 13 × 3 là 39, vậy 13.000 × 3 bằng 39.000. 15.000 × 2, ta lấy 15 × 2 sẽ bằng 30. Vậy 15.000 × 2 sẽ bằng 30.000. 30 và 3 số 0 nữa là 30.000.